cà lốt là xong. Không sao. Sao bảo không cao. Giỏi quá. Qua vừa
Tôi lại tò mò. À, để bố nó vào đó. Anh ơi, giới thiệu tôi này. Một cái này thôi nhá.
hết cả là trường gì cả. Đây, uống nước này. Nước canh. Nhá. Rồi. Rồi. Ăn tôm nữa nhá. Ăn cơm rồi ăn vạ tôm xem. Ờ. Ăn tôm nhá. Hay. À có rồi à? Để ăn nhá. Bài hết rồi mà. Lớn ăn đi. Ăn trực tiếp đi. Cơm, đồ gì mòn, cơm, cái này, đồ gì mòn.